Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Lãnh đạo Việt Nam vẫn hô hào chống tham nhũng. Ngày 4 tháng 7, AFI tiếng Việt cho hay, Tô Lâm và Nguyễn Phú Trọng, Bộ Công an chống tham nhũng không có vùng cấm, cảnh giác thế lực thù địch. Và đây là hình bài trên AFA. Theo đó, các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 4 tháng 7 đã có những thông điệp kiên quyết về chống tham nhũng không vùng cấm, đảm bảo an ninh, tránh tình trạng lộ bí mật nhà nước, cảnh giác thế lực thù địch trước khi diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 14 vào năm 2026. AFA dẫn truyền thông nhà nước cho biết, các thông điệp này được Tân Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra với Bộ Công an, nhân hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, 6 tháng đầu năm 2024. Báo nhà nước cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đến dự hội nghị này cùng với cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm, trong khi ông Trọng vì lý do không thể đến dự trực tiếp đã gửi thư đến hội nghị. AFA cho biết báo nhà nước dẫn lời ông Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Theo đó, ông nêu ra nội dung bộ này cần thực hiện trong thời gian tới là tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, với tinh thần không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Và đây là hình hội nghị đảng ủy công an trung ương. Bên cạnh đó, AFA cũng cho biết, trong thư gửi Bộ Công an, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đánh giá lực lượng công an đã phát huy tốt vai trò là thanh bảo kiếm sắc bén trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Người đứng đầu đảng cũng nêu ra một số những vụ án tham nhũng lớn liên quan đến một loạt các quan chức cấp cao trong đảng đã bị xử lý trong thời gian qua. Công an đã đánh đúng, đánh trúng, điều tra làm rõ nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, dư luận bất xúc, có sự đan xen giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, làm lũng đoạn hệ thống chính trị ở cơ sở điển hình như vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn thuận an vụ án liên quan đến khu đô thị đại ninh ở tỉnh lâm đồng ông trọng việt afa nhận xét dù báo trong nước không nêu cụ thể những vụ án này liên quan đến ai nhưng những thông tin và bình luận được các nhà quan sát quốc tế đưa ra cho thấy những tập đoàn lớn này liên quan đến các sai phạm của cựu chủ tịch nước võ văn thưởng cựu chủ tịch quốc hội vương đình huệ những người vừa bị mất chức trong năm nay và đây là hình tổng bí thư nguyễn phú trọng mặc dù vậy theo afa người phát động công cuộc đốt lò tên gọi cho chiến dịch chống tham nhũng của đảng cộng sản việt nam cũng nhấn mạnh trong thư việc xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực vừa qua được thực hiện đồng bộ chặt chẽ với công tác cán bộ rất nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn có lý có tình các đối tượng đều tâm phục khẩu phục vẫn theo afa nhắc đến phương hướng Nhiệm vụ trong 6 tháng tiếp theo, ông Trọng lưu ý Bộ Công an rằng tuyệt đối không để bị động, bất ngờ về mặt chiến lược, duy trì giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cao nhất cho phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế. Ông nêu cụ thể lý do là Đảng đang chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ 14, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026. Vì vậy, đây là những vấn đề mà cả nước quan tâm, nhưng cũng là vấn đề thường xuyên bị các thế lực thù địch phản động lợi dụng kích động, nói xấu. Ông Trọng yêu cầu phải có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng bị lộ, bị mất bí mật nhà nước, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Tập trung các biện pháp phòng chống thâm nhập, tác động chuyển hóa nội bộ, cài cắm nội gián của các thế lực thù địch, phòng chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, nhất là ở các cơ quan trọng yếu, cơ mật. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin lãnh đạo Việt Nam vẫn hô hào chống tham nhũng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam nhận tài trợ để chuyển đổi năng lượng xanh nhưng lại xây nhà máy điện than. Ngày 2 tháng 7, BBC Tiếng Việt có bài Việt Nam nhận 15 tỷ để giảm điện thang, nhưng xây thêm nhà máy, Mỹ sẽ giám sát chặt. BBC cho biết nhà máy điện sông Hậu 2 công suất 2,1 GW hiện đang được triển khai xây dựng, đã ký kết thỏa thuận kết nối lưới điện quốc gia và khoản vay gần 1 tỷ đô la. Và đây là hình bài trên BBC. Nhà máy này do tập đoàn Tokyo Venture của Malaysia làm chủ đầu tư. BBC dẫn lời bà Lucy Hammer, từ tổ chức Global Energy Monit nói rằng việc chính thức triển khai xây dựng nhà máy sông hậu 2 gây thất vọng và đáng lo ngại vì đe dọa kế hoạch giảm công suất điện than mà Việt Nam đã thiết lập trước đây và việc này cho thấy Việt Nam đi ngược lại xu hướng từ bỏ than trên toàn cầu. BBC nhắc lại, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cam kết Việt Nam sẽ giảm một nửa công suất nhà máy than vào năm 2035 và loại bỏ dần điện than vào năm 2044 để đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 tại thượng đỉnh khí hậu ở Scotland năm 2021. Các thỏa thuận tài chính của các đối tác Malaysia sẽ đặt Việt Nam vào thế bị soi xét kỹ lưỡng do các lo ngại về chính trị, kinh tế, môi trường và sức khỏe cộng đồng, bà Hummer nhận định. Theo BBC, Việt Nam được đánh giá là có nguồn năng lượng gió và mặt trời dồi dào và bậc nhất trong khu vực. Và đây là hình nhà máy sông Hậu Hai đang được xây dựng nguy hiểm hơn công suất điện than mà nhà máy sông hậu 2 mang lại sẽ đặt Việt Nam vào nguy cơ vi phạm giới hạn 6 GW công suất điện than mới theo gói tài trợ quốc tế trị giá 15 tỷ đô la của Thỏa thuận Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng, viết tắt, chép. Đáng chú ý là BBC cũng cho biết Việt Nam hiện có 5 dự án điện than chưa được tài trợ, có công suất dự kiến vượt quá 6 GW, bao gồm Long Phú 1, Na Dương 2, Quảng Trạch 1, Vũng Án 2 và Sông Hậu 2. 5 nhà máy này đã được gia hạn đến tháng 6 năm 2024 để quyết định tiếp tục triển khai hoặc hủy bỏ. BBC dẫn tin từ một trang tin tức quốc tế cho biết, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, họ và các đối tác quốc tế khác tiếp tục khuyến khích Việt Nam theo đuổi các mục tiêu nêu ra trong chép để triển khai năng lượng tái tạo và chuyển đổi khỏi năng lượng than. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các báo cáo về khả năng xây dựng và vận hành thêm nhà máy than Điều này có thể làm phức tạp thêm những nỗ lực nói trên. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để thực hiện những cải cách cần thiết, loại bỏ dần việc sản xuất điện đốt than, tăng cường năng lượng tái tạo để đáp ứng nhu cầu điện, đồng thời quy động nguồn tài chính đã cam kết để đạt được những mục tiêu này. Và đây là hình những nhà hoạt động môi trường bị bắt. BBC dẫn lời ông Jack, Giám đốc Chiến lược cấp cao về khí hậu quốc tế, tại Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên cho biết, không phải là một dấu hiệu tốt nếu một quốc gia như Việt Nam tiếp tục đầu tư vào than. BBC nhắc lại, cuối năm 2022, Việt Nam ký thỏa thuận đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng viết tắt chép với một nhóm các nước giàu và các ngân hàng phát triển trị giá 15,5 tỷ đô la để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Các nước tài trợ gồm các quốc gia thuộc khối G7, EU, Na Uy và Đan Mạch. Tuy nhiên, vẫn theo BBC, còn nhiều câu hỏi đặt ra về tính khả thi và minh bạch của quá trình này, nhất là khi Việt Nam đã cho bỏ tù nhiều nhà hoạt động môi trường hàng đầu, những người lẽ ra đóng vai trò giám sát độc lập, việc thực hiện cam kết đầy tham vọng này. Đó là bà Nguyễn Thị Khanh, ông Đặng Đình Bách, bà Hoàng Thị Minh Hồng và bà Ngô Thị Tố Nhiên. BBC dẫn nhận định của tiến sĩ trót từ Viện Chicha nghiên cứu về châu Á đăng trên trang của quỹ tại Đức ngày 10 tháng 3 cho rằng các tổ chức phi chính phủ Việt Nam đã không còn có thể lên tiếng trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, các vụ bắt bớ và truy tố. Theo ông cho thấy, sự tương phản sâu sắc với những cam kết trong thỏa thuận chép với phía Việt Nam về cơ chế tham vấn. Quý vị đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Việt Nam nhận tài trợ để chuyển đổi năng lượng xanh nhưng lại xây nhà máy điện than. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.